hẳn. Đầu đã khổ hẳn, có ích lợi gì? Đêm đó trở về, Đức vua Melanda không chợp mắt, có những ý nghĩa, những tư tưởng cứ lầm rầm trong đầu. Kinh đô, chánh pháp, vĩ đại quá, huy hoàng quá. Chợ bán hoa, chợ bán vật thơm, chợ bán quả, vân vân, cũng phong phú dường bao. Các vị pháp chủ, quân sư, quan tòa, luật sư đoàn, chẳng khác gì một vương quốc thịnh trị. Ai đến quốc độ ấy cũng tìm cho mình cái hay, cái lạ, cái đẹp. Ồ, mà tội gì lại đi mua hàng đắt quá, kiếm cái rẻ nhất mà mua, mang về một thời gian sau là giá trị ngang nhau cả thảy. Ví như có món hàng tam quy, ngũ giới, bố thí là của người cư sĩ, mà theo Đại Đức Na Tiên bảo là cư sĩ cũng có thể đắc quả A-la-hán. Vậy thì cần gì phải bước vào câu lạc bộ có bậc xuất gia, và cần gì lại mua món hàng 13 pháp đầu đà khổ hạnh, đã khốn khổ, đã hành thân hoại thể mà kết quả cũng ngang nhau. Từ khi câu hỏi ấy khởi lên, Đức vua Melanda cứ xuống sàn, bức rứt trong lòng, cứ nóng nảy, mong chờ cho trời màu sáng. Thật giống như bò khát nước đến tận cùng, hối hả bước xuống giọng khe, hoặc như người đói cơm bươn bả đi tìm một củ khoai đỡ dạ. Thẳng hoặc ví như người đi bộ đường xa nắng gắt, mong chờ một chiếc xe ngựa để quá gian. Nếu không như thế thì giống như bệnh nhân nằm liệt giường chờ thầy thuốc đến cứu. Không như thế thì như kẻ đói cơm, rách áo, mờ ướt có vài xu, hay như kẻ kia qua sông đang ngóng đợi đò cập bến, hoặc ví như gã tình si mong gặp người mình yêu, hoặc như gã thổi kèn cầu cho người nghe tán thưởng. Nếu không như thế thì như người sợ ma dọc đường, mong chóng trở về nhà. Vì tất cả cớ ấy, lý do ấy, mà khi trời chưa rạng sáng, Đức vua Melanda đã hối hả báo quân hầu thắng kiệu đến ngay chỗ Đại Đức Na Tiên. Các tập tục xã giao nghiêng mình chào hỏi, Đức vua cũng chỉ làm cho có lệ. Tuy nhiên, cái đầu óc thông tuệ, suy nghĩ nhanh nhạy của Đức vua trước khi cất tiếng hỏi đã khởi lên một tư duy 10 điểm, còn nhanh hơn luồng sao xẹt. Thứ nhất, khi ta hỏi, ngài đáp xong, tất ta sẽ cắt được mối nghi ngờ. Thứ hai, tâm ta sẽ trong sạch, vắng lặng trở lại. Thứ ba, ta sẽ không còn loay hoay với những câu hỏi vô nghĩa lý nữa. Thứ tư, từ sái quấy, tâm ta sẽ chuyển qua cái đúng, cái chánh. Thứ năm, ta sẽ được bơi trong dòng pháp và đắc tuệ nhãn. Thứ sáu, đại đức này sẽ coi ta cũng là kẻ xứng đáng được học pháp. Thứ bảy, ta sẽ trú trong thiện pháp, chẳng có gì ngăn ngại được. Thứ tám, ta sẽ dễ dàng đi vào pháp xuất thế gian. Thứ chín, ta sẽ không còn sợ hãi trong tam giới. Thứ mười, ta sẽ được sáp nhập hội chúng thính pháp, màu lẹ, linh mẫn.
Nghĩ thế xong, Đức vua Melanda hỏi: "Thưa Đại Đức, có một câu hỏi mà trước đây trẫm đã hỏi, nhưng hôm nay cũng cùng câu hỏi ấy, nhưng mục đích hơi lệch sang hướng khác một chút, mong Đại Đức hãy nhẫn nại." Tâu vần, bần tăng sẽ nhẫn nại. Tuy nhiên, nếu có câu hỏi cũ mà Đại Vương chưa thông suốt, bần tăng cũng có thể nói lại một cách vui vẻ, thoải mái, không sao cả. Thế thì tốt, trẫm hỏi đây. Một người tại gia, thọ dùng ngũ dục, nằm ngủ với vợ, chèn chúc với con cái, trang phục gấm vóc lụa là, trang điểm trạng hoa, sức vật thơm, thỏa thích ngọc vàng, chăn gấm, nệm nhung, uống ăn mỹ vị, cao sang. Nhưng nếu họ thực hành chơn chánh bát chánh đạo, họ có đắc được đạo quả chăng? Đại Đức Na Tiên mỉm cười: "Đắm say ngũ dục mà thực hành chánh pháp, mong đắc đạo thì làm sao được Đại Vương?" "Đừng nói là nhiều người đắc đạo, mà chỉ một phần trăm, một phần hai trăm, một phần ngàn, thậm chí một phần 10 triệu trong số ấy cũng không có đâu, Đại Vương." Ý Đại Đức nói là cư sĩ có vợ con gia đình, tài sản giàu sang, nếu thực hành chơn chánh cũng không đắc đạo quả sao? Ai nói với Đại Vương như thế? Chẳng lẽ... Ồ, bần tăng nói thế này: người cư sĩ tại gia, sống đời ngũ dục, thọ hưởng ngũ dục mà không đắm say ngũ dục, biết tuần tự thứ lớp tu tập, từ thấp đến cao, từ ngoài vào trong, thì sẽ đắc đạo quả, không những chỉ có 100, 200, mà là hàng ngàn, hàng ức, hàng triệu, Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức nói cho rõ hơn về tuần tự thứ lớp ấy. Tâu vần: "Đắm say ngũ dục mà tu tập không phải là nhân để đạt đạo. Có đời sống ngũ dục mà không đắm say ngũ dục, cộng với sự tuần tự tu tập theo chánh pháp mới là nhân để đạt đạo. Đại Vương đã rõ điều này chưa?" "Thưa rõ." "Còn tu tập thứ lớp nghĩa là tuần tự theo thứ lớp mà Đức Phật thường dạy cho người tại gia, ấy là đức tin, trì giới, nghe pháp, bố thí, thiền định, thiền tuệ, cộng tất cả điều ấy gọi là nhân. Có thực tập nhân ấy, thành tựu nhân ấy thì quả mới thành. Ví như nước mưa rơi xuống tràn hồ, tràn sông, tràn khe, tràn suối, tràn ruộng, tràn mương, tất cả nước tràn ấy cuối cùng sẽ trôi về biển cả. Cũng vậy, khi các cái gọi là đức tin, trì giới, nghe pháp, bố thí, thiền định, thiền tuệ viên mãn rồi, tất nhiên sẽ tuôn chảy về biển giác ngộ. Ví như có người nông phu, ruộng đã cày bừa rồi, vô nước rồi, phân bón rồi, gieo hạt rồi, mạ lên rồi, nhổ cỏ rồi, săn sóc rồi, thì chỉ còn đợi ngày lúa chín, gặt hái, phơi khô, cất vào bồ mà thôi. Chính tuần tự thứ lớp qua các công đoạn tu tập là nhân tố đưa người ấy đến thành công. Ví như một người đếm số, ban đầu đếm chậm, sau đếm nhanh, rồi sẽ trở thành bậc thầy đếm số. Ví như một người học toán, ban đầu tập cộng trừ nhân chia, lần hồi tính ra được lúa gạo trồng,
trong một đòn gánh, 10 đòn gánh, 100 đòn gánh. Cũng như thế, tu tập lần lần, đức tin sẽ tăng trưởng, trì giới sẽ tốt hơn, nghe pháp chăm chuyên hơn, bố thí nhẹ nhàng hơn, thiền định kiên cố hơn, thiền tuệ sáng suốt hơn. Gom tất cả chúng lại, làm sao mà không đạt đạo được hỡi đại vương? Trẫm hiểu rồi, mà đạt đạo có nhiều thật không đại đức? Vô lượng số, thật ư? Tàu cận sự nam nữ, thành Sawatthi, đắc à na hàm đạo, à na hàm quả. Bần tăng nhớ không lầm là 3 ức, 5 vạn và 7 ngàn tâu đại vương. Kinh khủng! Khi Đức Thế Tôn hóa phép lạ, khi thuyết về kinh giáo giới La Hầu La, khi thuyết về kinh đại hạnh phúc, chư thiên đắc quả không đếm xiết được tâu đại vương. Khiếp! Khi Đức Tôn Sư thuyết pháp ở xứ Nalikaya, thuyết nơi bảo tháp Pasanakachetiya, thuyết pháp nhân người sâu tràng hoa cúng dường, thì cả thảy chư thiên và người tại gia cư sĩ thoát khổ hoặc đắc pháp cao siêu, thắng nghĩa pháp cũng đến con số bất khả tư nghị. Tâu đại vương, trẫm hiểu rồi. Đừng nghĩ chư thiên ấy là bậc xuất gia, họ tại gia cả đấy, họ sống trong vinh hoa và ngồi trên ngũ dục cả đấy, tâu đại vương. Vâng, đừng nghĩ người tại gia ấy không có ngũ dục. Rất nhiều người trong bọn họ búi tóc bằng ngọc tía, đeo cổ tay, cổ chân bằng bạc, bằng vàng, vợ con thề thiếp có đủ, xa hoa lộng lẫy có đủ, y phục vua trời có đủ. Chỉ có điều họ sử dụng, họ thọ hưởng ngũ dục, không như ruồi kiến chết trong hũ mật, không như đồng tiền của gã trọc phú cho vay nặng lãi, không như kẻ đói cơm vét nạo cả mảng cháy. Tâu đại vương, nghe đến ngàn đầy, Đức vua Melanda mới tủm tỉm cười, rồi bắt đầu phản công. Thưa đại đức, ở nhà có vợ nâng khăn sửa túi, có con cái hầu cơm hầu nước, có nệm ấm chăn êm lúc đồng giá, có lầu cao hóng mát lúc hanh hè, có bạc tiền rủng rỉnh cho kẻ ăn người ở, có võng kiệu xe pháo lùi tới đỡ mỏi chân, có thức ăn ngon vừa dạ vừa khẩu, có bạc vàng trang điểm lấp loáng cao sàn, có hoa thơm hương nồng phảng phất bên gối, có cái là đừng đắm quá mà thôi, có cái là đừng tà mạng trượt hạnh mà thôi, có cái là đừng gian trá độc ác thì thôi, có cái là đừng vọng ngôn loạn ngữ mà thôi, có cái là đừng rượu chè bè bét mà thôi, có cái là đừng trộm cắp gian xảo thì thôi, có cái là đừng cắt cổ cho mượn một lấy 10, vân vân. Thế là có thể tu hành mà thành thánh quả, còn hơn các vị tu hành cực khổ, nhất là các vị tu 13 pháp đầu đà khổ hạnh, thật là tội nghiệp. Khỏi kể ra đây 13 pháp đầu đà, nhưng đại khái là cuộc sống của họ còn tệ hơn một kẻ nghèo nàn nhất trên trần thế, chẳng có một nhu cầu tối thiểu. Sao các vị ấy mang nghiệp chi
mà nặng thế đại đức? Đại vương cứ nói tiếp đi. Vâng, bệnh rất nhẹ, chứa sơ sơ cũng lành. Cần gì bôn ba đi tìm thầy thuốc trứ danh? Giết còn mũi thì hơi đâu mà sắm sửa cung tên. Chặt củ khoai thì hơi đâu tìm kiếm bảo đao. Làm chuồng cho heo ở thì cần gì đi kiếm loại danh mộc. Qua mường nước vài ba sải mà đòi sắm chiếc hải dương thuyền. Múc nước trong hũ mà đòi sắm cái gạo tác ruộng. Vật thực, y phục, nhà cửa của mình vứt đi mà lại đi xin ăn từng muỗng. Lượm vải tử thi mà mặc, ngồi dưới củi cây mà nghĩ. Thưa đại đức, đấy là việc làm lạ đời, khó hiểu của những ông sa môn thọ 13 pháp đầu đà. Họ dại, họ ngu, họ si, hay làm như thế để chứng tỏ mình tu hành ghê gớm, khiếp đảm. Quả thật là bản án của một vị quan tòa. Luận cứ đưa ra của đại vương thật là đanh thép, hùng hồn. Tuy nhiên, nếu đại vương nhận ra công năng diệu dụng của 13 pháp đầu đà thì có lẽ đại vương không nói thế nữa. Tại gia tu hành chân chính cũng đạt đạo. Đạt đạo rất nhiều là khác. Nhưng một vị sa môn, một tỳ khưu thọ 13 pháp đầu đà là đã gần kề bên niết bàn, lại còn lợi ích cho chúng sanh không kể xiết nữa. Tâu đại vương, chính sự lợi ích cho chúng sanh, nêu gương cho chúng sanh, thì 100 cư sĩ đạt đạo, 1000 cư sĩ đạt đạo cũng không bằng một tỳ khưu hành 13 pháp đầu đà đắc đạo đầu. Tâu đại vương, xin đại đức cứ tiếp tục. Bây giờ đại vương thử lắng nghe 28 đức tính cao thượng siêu việt của 13 pháp đầu đà khổ hạnh. Thứ nhất là nuôi mạng trong sạch. Hai là an lạc quả, hạnh phúc quả. Ba là sống đời vô tội. Thứ tư, giảm nỗi khổ cho người khác. Thứ năm, không sợ hãi. Thứ sáu, không tổn hại ai. Bảy là lộ trình tiến hóa. Tám là xa lìa điệu bộ, hợm hĩnh, khoe khoang. Thứ chín, xa lìa say mê. Thứ mười, hộ trì, giữ gìn mình. 11. Mọi người thương tưởng. 12. Giáo hóa mình. 13. Buông giao, buông trượng. 14. Rèn luyện sự thu thúc. 15. Thực hành mục đích đúng đắn, thuận lợi. 16. Làm cho mình vắng lặng. 17. Làm cho mình thoát khỏi phiền não. 18. Dứt sự luyến ái. 19. Giảm trừ sân hận. 20. Tháo gỡ si mê. 21. Tiêu diệt ngã chấp. 22. Cắt đứt tư duy xấu xa. 23. Vượt hoài nghi. 24. Trừ lười biếng. 25. Tương tư không có chỗ nương. 26. Hành nhẫn nại. 27. Đức tính độ lượng vô giới hạn. 28.
diệt tận khổ đau. Nếu không có 28 đức tính như thế, thì có thể là 18 đức tính sau đây. Một là hạnh kiểm thuần khiết. Hai là thực hành hoàn thiện, hạnh kiểm. Ba là giữ gìn, bảo vệ, thân, khẩu. Bốn là tâm trong sạch. Năm, bám chặt được sự tinh tấn. Sáu, dứt trừ lo sợ. Bảy, dứt trừ ngã kiến. Tám, dứt trừ kết oán. Chín, trú vững trong tâm từ. Mười, nhận lãnh vật thực sao cũng được. 11. Có tâm thương tưởng, bình đẳng và tôn trọng tất cả mọi người. 12. Biết tiết độ trong vật thực. 13. Hằng thức tỉnh. 14. Không lưu luyến chỗ ở. 15. Trú chỗ nào cũng an lạc. 16. Người ghét điều ác. 17. Mến thích nơi thành vắng. 18. Không dễ vui, buồn xuôi. Đại vương, ngài đừng tưởng ai cũng có thể thực hành 13 pháp đầu đà được. Họ phải có những đức tính sau đây. Thứ nhất, có đức tin. Thứ hai, có tạm quý. Thứ ba, người mạnh khỏe, không bệnh hoạn, tàn tật. Thứ tư, thuần thục trong việc tìm kiếm chân lợi ích. Thứ năm, là người có nhiệt tình, chín chắn. Thứ sáu, có trí tuệ. Thứ bảy, hàm thích học hỏi, có kiến thức. Thứ tám, thọ trì kiên định. Thứ chín, ít tìm lỗi người khác. Thứ mười, trú tâm tự. Người có đủ 10 đức tính ấy mới xứng đáng thọ 13 pháp đầu đà khổ hạnh. Người tại gia là kẻ thỏa thích và dính mắc trong ngũ dục thì khó mà thực hành chánh pháp để đắc đạo quả. Tuy nhiên, có những cư sĩ tại gia vẫn sống đời ngũ dục mà họ tu tập cũng đắc quả là do nhờ nhiều kiếp về trước họ có tu hạnh đầu đà rồi. Chính nhờ có tu hạnh đầu đà rồi nên trong tâm họ đã thành tựu ít nhiều những phẩm chất cao đẹp, nên kiếp này họ không cần phải thọ đầu đà nữa. Chỉ nhờ nghe pháp, thực hành pháp, họ có thể đắc đạo quả được. Họ chỉ tiếp tục làm lại công việc trước đây, thành tựu các công đoạn đang còn dang dở đấy thôi. Tâu đại vương, vần trẫm đàn nghe. Ví như một người bắn cung thiện xảo, trổ tài trước đức vua và được đức vua ban thưởng trọng hậu như voi, ngựa, tồi trài, tớ gái, thề thiếp cùng rất nhiều của cải, tài sản. Người bắn cung kia có phải là một sớm một chiều mà có được tài nghệ như thế đâu. Hắn phải trải qua nhiều thời gian, nhiều năm công phu khổ luyện, phải không đại vương? Ví dụ ấy như thế nào thì người cư sĩ kia cũng y như thế. Người cư sĩ ấy bây giờ được phần thưởng cao quý là đạo quả của thánh nhân là do nhờ y cũng đã từng công phu khổ hạnh 13 pháp đầu đà dài lâu từ nhiều kiếp trước. Vậy đại vương, đừng đặt những câu hỏi mà chưa tra vấn rõ nguồn căn.
chưa hiểu rõ về nhân, về quả như thế. Thưa vâng, một vị thầy thuốc nổi tiếng, được mọi người kính trọng, yêu mến. Cái tài ấy tỏa ra cái đức ấy. Không phải bỗng dưng mà ông ta có được. Chẳng rõ là đã bao năm, bao tháng trước đây, ông ta đã tìm học thầy này, thầy kia, tự mình tìm tòi, tra vấn, học hỏi, nghiên cứu. Phải vậy không Đại Vương? Thưa vâng, buổi sớm, Đại Vương ra vườn, thanh thản dạo chơi, thấy trái ngọt đầu cành, bèn hái ăn. Mọi người trầm trồ nói, đức vua có phước, có trái ăn ngay vừa lòng mát dạ. Cái phước ấy không phải tự nó có, trái cây ngon ngọt kia chẳng phải nó bỗng dưng sanh ra. Hẳn là nhiều năm trước đây, Đại Vương đã khởi ý trồng loại cây này, bèn giao cho người làm vườn tìm giống, ươm hạt, chăm sóc, phân bón, tưới nước. Nhờ khổ lao ấy, trái ngọt mới thành, phải không Đại Vương? Thưa vâng, trên đời này, bất kỳ một thành tựu to lớn nào cũng đều phải được trả giá, đánh đổi đầu óc, công phu và thời gian. Chẳng có đầu óc, công phu và thời gian, lẽ nào người cư sĩ tại gia kia lại đạt đạo quá cao siêu, phải không Đại Vương? Thưa vâng, theo bần tăng hiểu, người cư sĩ ấy trước đây đã thọ 13 pháp đầu đà, đã đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Khi từ giả cõi đời, từ tâm cuối cùng hướng về thiện đạo, nên được sanh là người giàu sang. Phước báo ấy người kia vẫn thọ hưởng, nhưng tâm bậc thánh đã vào dòng rồi thì đôi khi chỉ nghe một câu kệ là có thể diệt tận lậu hoặc. Đâu cần gì tu tập cho nhiều, công phu cho lắm, hỡi Đại Vương. Ồ, thế thì trẫm đã vỡ mọi lẽ rồi. Nói về công năng, diệu dụng của 13 pháp đầu đà thì không sao kể xiết được. Tâu Đại Vương, ngài có muốn nghe thêm chăng? Vâng, trẫm rất muốn. Trẫm muốn trang bị cho mình những kiến thức ấy, khả dĩ rửa sạch bụi bặm cho mình và cho người khác. Thiện tài, vậy thì bần tăng sẽ nói đây. 13 pháp đầu đà này trước hết được ví như đất, vì đất là nơi nương tựa của mọi loài. Pháp đầu đà là nơi nương tựa sanh trưởng của mọi thiện pháp. Nó được ví như nước, bởi nước rửa sạch bụi bặm dơ dãi. Pháp đầu đà rửa sạch trần cấu ác uế. Nó được ví như lửa đốt cháy mọi vật. Pháp đầu đà thiêu hủy phiền não, ví như gió thổi quạt đi tất cả mọi khí, mọi mùi. Pháp đầu đà cũng thế, nó thổi quạt đi tất cả khí vị trần gian, dù thanh hay trược, dù thơm hay thối. Nó được ví như thuốc để chữa bệnh. Pháp đầu đà đối trị tất cả tâm bệnh của tất cả con người. Ví như nước trường xanh, pháp đầu đà cho mọi người nếm thưởng nước cam lồ bất tử. Nó được ví như ruộng sinh lúa gạo, pháp đầu đà là ruộng phước cho chư thiên và loài người.
nó được ví như ngọc như ý, thành tự ước nguyện, pháp đầu đà cũng thành tự ba cõi người, trời và niết bàn như ý nguyện. Nó được ví như thuyền to vượt qua biển lớn, pháp đầu đà cũng là chiếc thuyền kiên cố để vượt qua đại dương sinh tử ái hà. Ví như có một nơi chúng an vui, thoát khỏi mọi sợ hãi, pháp đầu đà cũng là chỗ nương tựa, thoát khỏi mọi sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. Ví như người mẹ hằng nuôi dưỡng và bảo vệ con, thoát khỏi mọi điều rủi ro, tai hại, pháp đầu đà cũng hằng nuôi dưỡng và bảo vệ chúng sanh y như thế. Pháp đầu đà cũng có thể được ví như người cha là nguyên nhân sanh con. Pháp đầu đà cũng là người cha nguyên nhân để sanh xà môn quả. Nó được ví như người bạn tốt hằng giúp đỡ ta thành công trên đường đời. Pháp đầu đà là người bạn lành giúp đỡ ta trên đường tiến hóa. Ví như hoa sen không dính nước, pháp đầu đà cũng không dính nước ái dục và si mê. Ví như những vật thơm có thể tẩy uế, pháp đầu đà cũng tẩy sạch những uế trược. Nó được ví như tu di sơn không bị lay động bởi bão, gió, pháp đầu đà cũng không hề lay động bởi tám ngọn gió thế gian. Ví như hư không rộng rãi thanh thản không cùng tột, pháp đầu đà cũng mênh mông không mé bờ. Hư không không có kẻ thù và ai đến quấy rối thì pháp đầu đà cũng y như thế. Ví như con sông lớn chở bao nhiêu rác rến, đất cát về biển cả, pháp đầu đà cũng cuốn trôi tất thảy xấu ác bợn nhơ trần uế. Ví như người dẫn đường cho kẻ bộ hành khỏi lầm đường lạc nẻo, pháp đầu đà cũng dẫn đường cho hành giả khỏi rơi vào các mê lộ tà kiến. Ví như người lái buồm chở hàng hóa đến nơi thị tứ, pháp đầu đà cũng chuyên chở chúng sanh đến cõi miền an vui. Ví như mặt trăng có ánh sáng mát dịu, pháp đầu đà cũng mát mẻ, thanh lương và tẩm dịu lòng người. Ví như mặt trời hằng xuyên thủng mây mù, pháp đầu đà cũng xuyên phá hồn ám vô mình. Ngoài ra, pháp đầu đà còn làm thành tựu tư cách là nơi thương yêu của mọi người, nơi không có tội lỗi, nơi viên mãn đức lành, nơi có những trạng thái tâm cao thượng. Dứt trừ ưu sầu, nóng nảy, rối rắm, chẩn đường tái sanh như nước tưới thấm mầm cây, như lửa để nấu nướng đồ ăn, như là hầm tài sản của mọi người. Như được thân cận bạn lành, người dũng cảm, như người hầu hạ, mong được quan tước, như nơi dạy học trò, học nghệ, như cái kiếm để soi mặt, như y phục để mặc, như rương hòm cất đồ đạc, như đèn đốt ban đêm, như vương lệnh ban hành ngăn phạm luật, nơi thành tựu sa môn quả, nơi thành tựu lục thông, đạt kết quả mau lẹ, ngăn ngừa giới phạm, tâu đại vương, lợi ích, diệu dụng, đức tính, công năng của 13 pháp đầu đà cao thượng
và phong phú như thế, nên những hạng người sau đây không thể thực hành được. Một là người có tâm ganh tị, hai là người giả dối, ba là người tham muốn thấp hèn, bốn là người chỉ nghĩ đến miệng và bụng, năm là người ham lợi lộc, sáu là người cầu danh, bảy là người ham vinh dự. Bảy hạng người ấy không thể thọ đầu đà 13 pháp, nếu có thì cũng làm cho sự thọ trì ấy bị hư hỏng. Họ sẽ bị mọi người khinh bỉ, chê bai, giễu cợt, ruồng bỏ, lánh xa. Trong hiện tại thì như thế, còn vị lai thì sẽ phải chịu nhiều quả báo, đau khổ, bị lửa địa ngục thiêu đốt. Lửa cháy phần trên và phần dưới, hết địa ngục, họ sanh làm ngạ quỷ, có thân hình to lớn, có sắc thân xấu xí, hôi hám, thân chỉ là cái lỗ trống rỗng, tai thòng xuống, chịu đói khát triền miên, chịu khổ vô cùng tận, bị lửa phút từ trong thân ra đằng miệng, có da bọc xương, bị dòi đục khoét. Nói tóm là người thiếu phước, thiếu căn duyên, có nghiệp nặng, có kiếp sống thấp hèn, hạ liệt, không thể thọ 13 pháp đầu đà được, như kẻ lên làm vua mà thiếu đức, thiếu phước sẽ tự rước khổ vào mình. Chỉ có những vị tỳ khưu tri túc, tinh tấn, siêng năng, không bộ điệu, có đức tin, có chí nguyện xa lìa sanh tử mới thọ trì được. Quả thật, pháp đầu đà như thuốc dành cho người bệnh, như hoa thơm, như ngọc như ý, như ngai vàng và bảo cái của đức vua. Người thực hành 13 pháp đầu đà, trước sau cũng sẽ đắc thắng trí thần thông, hoặc niết bàn an lạc. Tâu Đại Vương, nghe đến đây, đức vua Melanda nói: "Trẫm cảm thấy choáng ngợp trước lợi ích quá to lớn, kỳ vĩ và nhiều đến vô lượng như thế. Dĩ nhiên rồi, vì đấy là sự mến yêu, là sở thích, là lộ trình của chư Phật và cũng là cõi về của chư vị thánh nhân. Ai cũng phải đi qua lộ trình ấy, đã từng thực hành pháp ấy, nên mọi công phu, công hạnh dễ dàng được trổ quả. Họ dễ dàng nhập định, dễ dàng an trú lạc mãn, hỷ mãn, dễ dàng chứng đắc các pháp cao siêu. Ví như một thửa ruộng đã cày bừa sẵn, phần nước đầy đủ, bây giờ chỉ vải lúa là hạt nảy mầm thành đám ruộng xanh tốt. Các vị đã thực hành đầu đà kiếp trước rồi, kiếp này cũng dễ viên toàn công hạnh như thế. Ví như vị thái tử lên ngồi vua, nhờ vương vị ấy do vua cha đã dày công hãn mã gầy dựng nên, lại còn do phước phận mà vị thái tử ấy đã tạo trong kiếp trước. Các vị trưởng tử của đức Phật được thừa hưởng pháp bảo của đức tôn sư, nhưng cũng chính là do nhờ các ngài đã công phu khổ hạnh đầu đà nhiều kiếp. Cho hay đầu đà 13 pháp kia là nguyên nhân cần thiết, tất yếu cho mọi thành tựu quả vị. Tâu Đại Vương, thưa vâng, đức Phật cũng thường tán dương những vị tỳ khưu tinh tấn thọ đầu đà. Đức pháp chủ Xá Lợi Phất là bậc tối thượng thinh văn, cũng thọ trì 13 pháp đầu đà, nên đã thành tựu
vô lượng trí tuệ, vô lượng đức tính quý báu mà ngoài Đức Thế Tôn ra không ai sánh bằng. Tâu Đại Vương: vâng, quả là lợi ích tối thượng. Đức vua Melanda nói: trẫm xin rút lại lời nói ban đầu, đại đức nhé. Những câu hỏi về ví dụ. Thưa đại đức, một vị tỳ khưu muốn chứng đắc A La Hán cần phải thành tựu mấy điều kiện? Nhiều lắm tâu đại vương. Muốn tỏ ngộ niết bàn, vị tỳ khưu ấy phải cần bắt chước những tập tính của con lừa, những tập tính của con gà, những tập tính của con sóc, tập tính của cọp cái, tập tính của cọp đực, tập tính của con rùa, như cây kèn, như cây súng, như con quạ, như con khỉ. Về con lừa, ý nói tập tính như con lừa là thế nào hả đại đức? Tâu, nghĩa là vị tỳ khưu phải tập theo, phải sống theo một điểm, một điều, một chi đặc biệt của con lừa. Con lừa không bao giờ kén chọn chỗ nằm. Nó có thể nằm nơi đống rác, nơi ngã tư đường, nơi pháp trường, nơi cửa nhà, hoặc nơi đống trấu, hay bất kỳ đâu cũng được cả. Nhưng lừa thường không nằm lâu quá, nằm nhiều quá, nó đứng dậy rồi đi sang chỗ khác. Vị tỳ khưu sống đời tri túc, không dính mắc chỗ ở, đừng quan trọng hóa cái thân, không ở lâu một nơi, ngủ, nghỉ, chút ít cũng y như thế. Nằm trên lớp cỏ, nằm trên cây trải ra, trên giường ghế hoặc trên đống lá, vân vân. Nghĩa là ở đâu cũng được, ở đâu cũng vô ngại. Điều quan trọng là đừng ngủ nghỉ quá lâu, quá nhiều. Thường thức tỉnh để đi kinh hành, thiền tọa hoặc dời sang trú xứ khác. Đức Phật có dạy rằng: này các thầy, các thầy hãy coi thân này như khúc cây, như khúc củi, để ở đâu cũng đặng, đặt ở đâu cũng được, nằm ở đâu cũng xong. Nhưng các thầy phải cố gắng tu tập chỉ tịnh quán minh, ấy mới thật là chỗ nằm, chỗ nghỉ của các thầy đấy. Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất cũng dạy là các vị tỳ khưu ở đâu cũng phải tọa thiền, phải biết xa lìa niềm vui hời hợt phù phiếm, phải biết quên cái thân đi, vì hạnh phúc tối thượng là niết bàn. Tâu đại vương, một điểm, một điều, một chi của con lừa là như thế ấy. Thưa vâng, cảm ơn đại đức. Về con gà, thế như con gà là sao ạ? Con gà có những năm điểm, năm điều, năm chi đặc biệt. Tâu đại vương, xin cho trẫm nghe. Vâng, đại vương hãy nghe đây. Suốt đêm, gà luôn luôn tỉnh thức, chỉ một tiếng động nhẹ là nó biết ngay. Trời còn mờ mờ sáng, gà không bước ra khỏi chuồng. Một vị tỳ khưu cũng cần phải tỉnh thức như thế. Trời còn sớm, không nên ôm bát khất thực ra khỏi chùa, phải lo
các công việc quét liều thất, vườn, chùa, bảo tháp, rồi còn làm vệ sinh, mốc nước đầy chỗ này, chỗ kia, tìm đánh lễ thầy tổ hoặc các vị tỳ khưu cao hạ. Điểm thứ hai của gà là trời sáng rõ đường mới xuống chuồng đi kiếm ăn. Nó lang thang từ chỗ này sang chỗ khác. Một vị tỳ khưu cũng nên như thế. Sau công việc ở chùa xong mới đi trì bình khất thực, cũng lang thang từ nhà này sang nhà nọ, từ con đường này sang con đường khác. Gà tuy kiếm miếng ăn nhưng luôn luôn đề phòng kẻ thù tấn công như chồn, cáo, diều hâu. Vị tỳ khưu cũng y như vậy. Dầu khất thực xin ăn nhưng cũng phải cảnh giác đề phòng, tâm hưu ý vượng, phải thu thúc thân, khẩu, ý. Điểm thứ ba, khi ăn vật thực, gà rất chăm chú, rất cảnh giác. Nó lấy chân khều vật thực, bươi vật thực ra rồi mới ăn. Ngon cũng ăn, dở cũng ăn, nhưng chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Vị tỳ khưu cũng như thế, nào có khác gì? Khi ăn cũng phải chánh niệm, tỉnh giác. Ngon cũng ăn, mà dở cũng ăn. Vật thực kiếm được, chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Khi ăn cũng phải khều, phải bươi vật thực ra mà quán tưởng. Vật thực này có gì đâu, nó là đất, nước, lửa, gió đấy thôi. Thích thú mà làm gì, thỏa mãn mà làm gì. Ta ăn là để duy trì sức khỏe và sự sống mà tu hành. Chẳng nên ăn để trang điểm cái thân, dưỡng cái thân cho mập mạp. Chẳng nên ăn để mà chơi, để nô đùa, lêu lỏng. Ăn để giảm trừ thọ khổ, do đói gầy nền, để khỏi ảnh hưởng đến việc tu tập. Đức Phật còn dạy các vị tỳ khưu ăn chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Này các thầy, các thầy còn phải quán tưởng sự ăn như là ăn thịt con mình trên lộ trình qua sa mạc. Chẳng sung sướng khoái khẩu gì đâu, rơi nước mắt xót thương cho chúng sanh là khác. Miếng ăn cũng tương tự như tra dầu và mỡ vào trục xe, giúp cho chiếc xe có trớn mà lên đường. Cũng vậy, các thầy chỉ nên coi sự ăn là tra dầu và mỡ cho chiếc xe trên lộ trình vượt qua sinh tử mà thôi. Điểm thứ tư, ban đêm gà mắt mờ, nhưng ban ngày mắt gà rất sáng, rất tỏ tường cả cây kim sợi chỉ. Chạng vạng tối, khi gà lên chuồng là mắt mờ hẳn, dường như đuôi hẳn. Các vị tỳ khưu cũng nên mượn con mắt sáng của gà trong ban ngày, mượn con mắt đuôi của gà ban đêm. Khi trì bình khất thực trong xóm làng, vào thành phố, tâm các thầy rất tỉnh thức, mắt các thầy rất sáng, nhưng cũng phải làm như đuôi không thấy, không biết gì hết. Khi giao tiếp với ngũ trần, sắc tướng, âm thanh, khí, vị, các vị tỳ khưu giả đuôi, giả điếc, giả câm. Thật đúng như Đức Đại Ca Chiền Diền Mahakayana đã dạy, hành giả tu tập có con mắt sáng,
cũng làm như mờ, có lỗ tai tốt cũng làm như điếc, có miệng lưỡi thiện thuyết cũng làm như câm, có sức mạnh dũng cảm cũng nên làm như kẻ yếu đuối, có sự việc gì xảy ra thì thân tâm đều nằm ngủ yên lặng như mẹ ru con ngủ vậy. Điểm cuối cùng, dù ai lấy cây, lấy gậy xua đuổi gà, đừng cho ngủ trong cái chuồng của nó. Nó vẫn không đi, không bao giờ muốn bỏ cái chuồng cũ. Bám chặt, dính chặt vào chuồng cũ là một tập quán tính khác của gà. Một vị tỳ khưu khi làm bất cứ một công việc gì cũng phải bám chặt, kết dính, chú tâm vào công việc ấy. Khi đang mang y bát hoặc sửa sang tu viện, tự viện, học Pali, học chú giải, cũng phải nhất tâm bám chặt vào đấy. Dù cho các ý niệm nổi trôi, dù cho những sự quyến rũ bên ngoài muốn xua đuổi rời khỏi công việc cũng không đi. Đúng như Đức Phật đã dạy: này các thầy, bất cứ cái gì là lộ hành, là chỗ ở, là cảnh giới của thầy tỳ khưu, lộ hành ấy, chỗ ở ấy, cảnh giới ấy, tức tứ niệm xứ, dù ai đuổi, ai xua, ai quăng cục đất, cục đá, các thầy cũng cương quyết không bỏ đi, kiên định bám vào chỗ trú xứ của mình. Đức Pháp Chủ Thượng Thủ cũng có dạy: con gà hằng biết rõ vật đáng ăn và vật không đáng ăn, dù hoàn cảnh nào cũng không bỏ cái chuồng cũ của mình. Phàm những người con của đấng xuất thế sư cũng phải làm được như vậy, phải tuân thủ theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn để biết việc này đáng làm, việc kia không đáng làm. Phải khởi tâm, phải chú ý, phải bám chặt chỗ trú xứ cũ của mình, ấy là tứ niệm xứ vậy. Đức vua Melanda tán thán: thật tuyệt vời thay, là con gà này cùng với năm đức tính của nó, tập tính mà biến thành phẩm chất cao quý thì chỉ có ở nơi những bậc thầy thông tuệ mà thôi. Về con sóc, con sóc thì chỉ có một điểm, một điều, một chi cần phải học hỏi thôi, Tâu Đại Vương. Phải cái đuôi của nó không? Hay lắm, Đại Vương thật tinh mắt. Cái đuôi của sóc thật đặc biệt. Khi thấy kẻ thù, kẻ nghịch, kẻ lạ đến, sóc thường phồng cái đuôi của mình lên để hăm dọa hoặc chống cự lại. Cũng tương tự thế, các vị tỳ khưu khi gặp ngoại trần hung dữ, cường liệt, rất mạnh, cũng phồng cái đuôi tứ niệm xứ của mình cho to lên để chiến đấu, chống chọi lại. Đúng như lời dạy của Đại Đức Chulapantaka: khi nào phiền não là kẻ thù xâm lăng, loại trừ, họa hại các xà môn quả đến gần, chư tỳ khưu phải dùng tứ niệm xứ mà đương cự lại. Về con cọp cái, Đại Đức Na Tiên mỉm cười: bây giờ đến lượt con cọp cái nhé, Đại Vương. Cọp cái này cũng chỉ có một điểm, cần phải nghiên cứu thôi, phải không Đại Đức? Vâng, con cọp cái thường chỉ mang thai một lần, không mang thai lần thứ hai.
vị tỳ khưu hành Sa Môn Quả cũng tương tự thế. Nghĩa là không còn muốn vào một thai bào nào nữa, không còn muốn tái sanh vào cõi luân hồi thống khổ một lần khác nữa. Phải chấm dứt tái sanh, cấu sanh, đúng như Phật ngôn mà Đức Đạo Sư đã thuyết. Bà Chúa Usapa đã vùng đứt dây thừng buộc cổ để trốn thoát, không bao giờ nó qua lại chỗ ấy nữa. Cũng vậy, các người đã cố gắng đoạn lìa dây buộc phiền não rồi, thì đừng nên trở lại cõi luân hồi tái sanh thống khổ làm gì. Về con cọp đực. Tu Đại Vương, con cọp đực thì có hai tập tính. Vâng, xin Đại Đức giảng cho nghe. Thứ nhất, cọp đực thường tìm chỗ nương trú, nơi động thẳm, hang sâu, chỗ núi rừng, suối khe thành vắng. Cũng vậy, bất hành giả sống đời khổ hạnh, khước từ, cũng phải biết tìm chỗ vắng lặng, xa chỗ loài người như núi rừng, tha ma, mộ địa, sơn động, cốc đạo để tu tập bổ túc công hạnh cho mình. Đúng như các vị kết tập kinh điển có dạy rằng, loài cọp đực thường ở chỗ kín đáo, kiếm vật thực sinh sống ở chỗ vắng lặng. Cũng vậy, chư Phật tử phải biết xa phố chợ ồn ào, xa chỗ thị phi huyên náo, tìm chỗ thanh tịnh để siêng tu thiền định và minh sát tuệ. Thứ hai, loài cọp đực có một tính kỳ lạ là khi chụp mồi, nếu còn thu ngã xuống bên trái hay bị sức tài trái thì nó bỏ đi, không thèm sơi. Cũng tương tự thế, các vị xà mồn yêu mến chánh pháp, mong được đạo quả vô thượng, không bao giờ thọ dụng tứ sự, được phát sanh trái lẽ, không chính đáng, phát sanh do tà mạng và tà hạnh. Nếu cái gì có được do trái pháp, trái đạo, các vị sa môn cũng bỏ đi, không thèm thọ dụng. Đúng như đấng đệ nhất trưởng tử của Đức Thế Tôn đã thuyết: tôi biết tôi dùng loại cơm sữa kia là tôi sẽ lành bệnh, nhưng tôi không thể dùng. Tại sao? Vì cơm sữa ấy được phát sanh do khẩu cử động có tội, tức thuộc tà mạng. Tôi thà chịu chấp nhận đứt ruột hoặc lòi ruột ra ngoài, chấp nhận hy sinh thân mạng, chứ không thể làm cho hư hỏng chánh mạng. Để các bậc trí giả chê trách, Đại Đức Upasena cũng nói tương tự thế: tôi thà bể ruột mà chết, chứ không thể kiếm ăn thấp thỏi, trái lẽ, tà mạng, làm cho chánh mạng bị hủy hoại. Về con rùa nước. Thưa Đại Đức, về con rùa nước thì có bao nhiêu điều cần phải học hỏi? Học hỏi rùa thì có 5 điều, Tâu Đại Vương. Thứ nhất, thế giới của rùa ở trong nước là nơi mát mẻ, bậc hành giả cũng thế, nên ở trong cõi từ bi trú là cõi mát mẻ, an lành, và nên rải tâm từ ấy đến cho tất cả chúng sanh, không được thù hại ai, không gây oan trái, oán độc với ai.
thứ hai, rùa ở trong nước, chìm trong nước, thỉnh thoảng ló đầu lên khỏi mặt nước. Nếu thấy có gì nguy hiểm thì rùa cảnh giác lặn xuống ngay. Vị tỳ khưu tu tập cũng hẳn như thế. Khi thấy phiền não đến thì phải tức khắc lặn vào trong thiền cảnh của mình. Thứ ba, khi rùa lên khỏi mặt nước, nếu thấy không có người hoặc thú thì rùa nằm phơi mình trên bãi một cách an toàn. Tương tự thế, vị tỳ khưu tu tập chánh niệm chỗ yên tịnh, thanh vắng. Khi cảm thấy an toàn, không sợ ngoại trần quấy nhiễu, có thể đem tâm ra khỏi các hoài nghi, nghỉ ngơi chút ít, nhưng mà cũng phải thường trực tỉnh giác. Thứ tư, rùa thường đào lỗ trong bùn, trong đất hoặc trong các kẹt đá để ở, là vì chỗ ấy không có ai quấy nhiễu, xâm hại. Bậc sa môn hành tứ niệm xứ cũng y như thế. Phải trốn lợi lộc, tiếng khen của thế gian, vào ẩn trong hang sâu, động vắng thì khỏi sợ nguy hiểm. Đúng như Đại Đức Upasena đã thuyết, bậc xuất gia phạm hạnh phải biết xa lìa nơi ồn ào, huyền náo, tìm chỗ ẩn cư miền cô quạnh như hoang thú giữa rừng sâu. Điều thứ năm, phàm khi thấy người, thú hoặc cái gì có vẻ nguy hiểm, rùa thường thu gọn đầu và bốn chân vào trong chiếc vỏ bọc của mình, nằm yên lặng như thế để tự bảo vệ sự an toàn. Hành giả tu tập chỉ tịnh và quán minh cũng nên bắt chước như rùa. Lúc nào thấy lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp có vẻ nguy hại, liền thu rút lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vào trong đề mục thiền định hoặc thiền quán để bảo vệ cho sa môn hạnh của mình. Đúng như lời Đức Phật dạy, tỳ khưu là bậc tiến tu thoát khổ. Nếu có khởi tâm thì đừng nên để cho dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy xâm chiếm. Đừng nên để rơi vào cái bẫy tà kiến, khinh bỉ hoặc châm biếm kẻ khác. Không như vậy thì hoàn toàn thu rút lục căn như con rùa nằm trốn cái đầu và bốn chân trong chiếc mù của nó. Đại vương đã hoàn toàn lãnh hội năm điều ấy về con rùa rồi chứ? Vâng ạ. Về cái kèn, Đức vua Melanda hỏi, một chi của cây kèn là thế nào hả Đại Đức? Tâu, cái kèn sở dĩ được phát ra thành tiếng, thành âm thanh trầm bổng là tùy thuộc vào hơi gió của người thổi. Nói cách khác, cái kèn không thể tách rời hơi gió thổi, hơi gió thổi không thể tách rời cái kèn. Phàm sa môn tu hành giải thoát cũng y như thế. Hạnh sa môn phải được dính chặt, không được buông lơi pháp hành. Nói cách khác, vị tỳ khưu là pháp hành, pháp hành là vị tỳ khưu. Cái kèn không thể rời hơi gió, rời hơi gió thì cái kèn không có âm thanh. Sa môn hạnh mà rời pháp hành thì không thể gọi là sa môn. Đúng như Đại Đức Rahula đã thuyết, là tỳ khưu trong hàng ngũ sa môn, phải lấy pháp hành làm y chỉ, cả ngày lẫn đêm đừng rời khỏi pháp hành, phải tinh tấn để tăng trưởng và hoàn thiện
pháp hành của mình. Về cây súng, cái kèn thì Trẫm hiểu rồi, nhưng còn một chi của cây súng là sao? Tâu, cây súng tùy thuộc nòng súng, nòng súng phải thông suốt từ đầu này đến đầu kia, cây súng mới sử dụng được. Cũng vậy, vị tỳ khưu trong giáo hội của Đức Tôn Sư phải biết thích ứng, tôn trọng phẩm vị, thứ tự hạ lạp, từ dưới lên trên, từ thấp lên cao, y như thế. Nòng súng thông suốt, không bị vướng mắc, trở ngại, đạn mới được ra khỏi nòng. Thứ tự hạ lạp, thông thuận, từ dưới lên trên, không có lộn xộn, vướng mắc, mới đem đến hữu ích cho chính mình và đại dụng cho cuộc đời. Đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết trong kinh Vittarapunaka Chattaka. Các xà môn thích tử thuộc giống dòng trí thức phạm hạnh, thật không nên có hành động sai trái tà vậy. Phải biết tôn trọng, cùng kính thứ tự hạ lạp, phải biết thông thuận, ngay thẳng như nòng súng của cây súng vậy. Về con quả, Tâu Đại Vương, về con quả thì chúng ta có hai điều cần phải lấy đó để làm gương. Vâng, xin Đại Đức cho nghe. Con quả có hai tập tính sau đây. Thứ nhất là khi đậu một chỗ nào, con quả thường đưa mắt lấm lét đảo qua đảo lại, đầy vẻ nghi ngờ, sợ sệt tất cả mọi thứ xung quanh. Nó luôn luôn đề phòng, giữ mình trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Một vị tỳ khưu cũng cần phải làm như thế, phải luôn luôn phòng hộ giữ mình, hằng có chánh niệm, thu thúc lục căn trong mọi hoài nghi. Trước các đối tượng ngoại trần, luôn đầy những bất trắc, có thể tác hại đến phẩm hạnh sa môn. Thứ hai, khi quả được một món ăn gì, dù là tử thi, dù là vật thực dư thừa, dù là bắp đậu, quả thường kêu gọi đồng loại đến để cùng ăn. Một vị tỳ khưu sống trong giáo hội bình đẳng, đầy tình nghĩa đệ huynh của Đức Tôn Sư, cũng phải nên bắt chước như quả. Khi được thọ dụng tứ sự lợi lộc, nhất là vật thực, dù là một bình bát hay nửa bình bát, cũng nên chia sớt vật thực ấy đến các vị đồng phạm hạnh thiếu thốn hơn mình. Đúng như Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất đã từng thuyết, nếu có nam nữ thí chủ nào có lòng tín mà dâng cúng vật thực đến Xá Lợi Phất tôi, vì tôi là người sống hạnh khước từ, xả ly để tiêu hủy phiền não, nên tôi sẽ chia sớt phần vật thực ấy đến cho tất cả bằng hữu phạm hạnh đều nhau cả, và tôi sẽ là người thọ dụng sau cùng. Về con khỉ, bây giờ chúng ta học về con khỉ, Tâu Đại Vương. Con khỉ thì tốt đẹp gì mà học, suốt ngày cứ chạy nhảy, leo trèo từ cây này sang cây khác, từ cành này sang cành khác, giống như tầm ý lăng xăng của chúng sanh vậy, có hay hướm gì? Đại Đức Na Tiền gật đầu. Vâng, điều ấy thì chúng ta không học. Ta sẽ học ở
hai điểm khác. Một là nó hằng lửa tìm những cội cây rất to, có rất nhiều cành nhánh vững chắc và xanh tốt, sum xuê để làm chỗ ở. Các vị tỳ khưu cũng hằng nên như thế, phải lựa tìm những bậc phạm hạnh có đạo cao đức cả, như là gốc đại thụ vậy, để nhờ nương làm chỗ ở cho mình. Bậc phạm hạnh có cành nhánh vững chắc và tàn lá sum xuê xanh tốt, ấy là đầy đủ giới đức, có tàm quý, nhiều pháp lành, đa văn. Là người giữ gìn pháp, nâng đỡ pháp, có ngôn ngữ từ ái, tự mình tinh tấn và dìu dắt mọi người tinh tấn đi theo con đường phạm hạnh. Hai, khí thường tìm về chỗ ngủ của mình vào lúc hoàng hôn, rồi nghỉ qua đêm ở đấy. Các vị tỳ khưu trong hàng ngũ xà môn cũng phải nên làm như thế. Nghĩa là một ngày lúc hoàng hôn xuống, cũng phải biết trở về trú xứ vắng lặng của mình như rừng nghĩa địa để nghỉ qua đêm. Khỉ không bao giờ rời bỏ cây ấy lúc ban đêm, thì vị tỳ khưu cũng không bao giờ rời bỏ pháp tu tứ niệm xứ của mình. Suốt đêm dù đi, đứng, ngồi, nằm cũng hằng phải chánh niệm, tỉnh giác, đúng như đại trưởng tử của Đức Thế Tôn đã thuyết, vị tỳ khưu nên hoan hỷ, mến thích khu rừng và cội cây của mình. Lúc tọa thiền, lúc đi kinh hành hoặc ngủ nghỉ đều không được rời bỏ pháp hành. Đức vua Melanda tán thán: những ví dụ ấy rất hay, rất dễ nhớ. Thế đại đức, có còn những ví dụ như thế nữa chăng? Tâu: những ví dụ ấy chẳng phải của bần tăng, mà do Đức Thế Tôn hoặc các vị thánh A-la-hán nói ra, bàn bạc trong kinh điển, còn bần tăng chỉ là người nói lại. Vậy thì cho trẫm được nghe tiếp. Vâng, ngoài những ví dụ trên, phạm hạnh của sa môn còn phải được ví như dây bầu leo, hoa sen, hạt giống, cây sa la xanh tốt, thuyền bè, ghe mắc đá ngầm, cột buồm, người cầm lái thuyền, người làm công, biển lớn. Về dây bầu leo, xin đại đức giảng về dây bầu leo. Vâng, dây bầu leo có một điểm rất đặc biệt là ban đầu nó bò trên đất, trên cỏ. Cái vòi của nó lần tìm những cành nè, những cành cây khô để leo lên. Sau khi bò lên cao hoặc trên chót đọt của cây, thì cành, nhánh lá của nó mới tỏa ra, xanh tốt rồi đơm hoa, kết trái. Phàm người tu phạm hạnh cũng như thế. Ban đầu, tu tập những pháp nhỏ, pháp thấp, rồi lần hồi biết vươn lên cao, đến chót đỉnh để tỏa cành nhánh xanh tốt, đơm hoa, rồi kết A-la-hán quả. Đúng như Tôn giả Xá Lợi Phất có dạy, dây bầu leo thường dùng cái vòi bắt dính những cành nhánh khô, rồi bò lên cao, xanh tươi tốt đẹp. Vị tỳ khưu mong được quả A-la-hán cũng phải biết vin vào những pháp tu tập ban đầu,
nắm bắt từng thành quả từ thấp lên cao để tiến triển đến quả vị của bậc vô học. Về hoa sen thì Đại Đức Na Tiền nói, có ba đức tính, từ trong bùn sinh trưởng, lớn lên mà không hôi mùi bùn, lên khỏi nước mới nở hoa, và khi gió thổi thì lay động nhẹ. Đức vua Melanda hỏi, vậy gì là bùn, thưa Đại Đức? Bùn hàm chỉ tất cả những gì thuộc về thế gian, ví dụ như gia đình, chủng tộc, dòng họ, giai cấp, danh vọng, lợi lộc, tứ sự cúng dường, hoặc tất cả những gì, tất cả những pháp dễ phát sanh đắm lụy, cấu uế như sắc đẹp, âm thanh quyến rũ, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, vân vân. Có nghĩa là từ thế giới ấy lớn lên, từ thế gian trần lụy ấy mà sống đạo, nhưng không nên để cho cấu uế vẩn đục lấm nhơ phạm hạnh. Vâng, đúng như thế. Đôi khi có những vị tỳ khưu xuất thần trong giai cấp dòng họ nào đó, sau khi xuất gia phạm hạnh rồi cũng không bước ra khỏi được giai cấp và dòng họ của mình, vẫn mang bản ngã giai cấp dòng họ ấy và bị quyến niệm hệ lụy bởi giai cấp dòng họ của mình. Tâu Đại Vương, vâng, trẫm hiểu rồi. Còn đức tính thứ hai, sau khi nở hoa trên mặt nước, không bao giờ hoa sen rơi trở vào nước, chìm lại trong nước, cũng y như thế. Vị tỳ khưu đã sống đời phạm hạnh, không nên trở vào cuộc đời bị những ưu sầu, sợ hãi từ cuộc đời làm chìm đắm, chi phối nữa. Vâng, trẫm hiểu rồi. Điều thứ ba, khi có gió thổi, những hoa sen lay động nhẹ. Có nghĩa là bậc hành giả khi bị các phiền não thế gian, tám ngọn gió thế gian lay động, phải biết ngay, tỉnh thức ngay. Nói cách khác, phải biết sợ hãi chút ít đối với các pháp trần làm cho lay động tâm. Đúng như Đức Chánh Đẳng Giác đã thuyết, các thầy tỳ khưu nên thọ trì điều học, dù có giới phạm tội lỗi chút ít cũng phải biết sợ hãi nhiều. Đấy là tất cả ba đức tính của hoa sen, Tâu Đại Vương. Về hạt giống thì có hai điều cần phải học hỏi, Tâu Đại Vương, trẫm đang nghe đây. Vâng, thứ nhất, hạt giống thường nhỏ, ít mà thu hái kết quả bao giờ cũng lớn, nhiều. Tương tự vậy, một vị tỳ khưu khi thọ trì những điều học, đừng coi thường những nhân phạm tội dù rất nhỏ, ít, vì kết quả của nó sẽ rất lớn, có thể tác hại phạm hạnh trọn đời của vị sa môn. Và cũng chính nhờ ngăn giữ những điều học nhỏ và ít ấy mà kết quả sẽ thành tựu viên mãn sa môn hạnh rất cao thượng, rất cao quý sau này. Thứ hai, hạt giống ấy nếu được gieo xuống một thửa ruộng được chuẩn bị tốt về nhiều mặt, như cày bừa kỹ, nước và phân đầy đủ, thì hạt giống ấy sẽ sanh trưởng rất mau lẹ, sanh tốt, đơm hoa, kết quả viên mãn. Tương tự thế, thửa ruộng
chính là tâm của vị tỳ khưu, phải được chuẩn bị tốt về nhiều mặt, có đức tin trong sạch, vắng lặng. Ở nơi chỗ yên tĩnh thì hạt giống tứ niệm xứ sẽ dễ dàng phát triển xanh tốt, đơm hoa kết quả thánh đạo. Đúng như Đại Đức A Nậu Đà La Anuruddha đã thuyết: gieo hạt giống xuống đám ruộng tốt, phần nước đầy đủ, kết quả thu hái sẽ làm vừa ý người chủ ruộng. Cũng như vậy, gieo hạt giống tứ niệm xứ vào tâm của một hành giả có trạng thái tâm tốt, trong sạch, thanh tịnh, ở nơi vắng lặng, thì đạo quả thánh nhân sẽ phát triển rất mau lẹ, sẽ đờm hòa kết quả như ý nguyện. Cây sa la xanh tốt. Một chi của cây sa la xanh tốt là thế nào hả Đại Đức? Tâu Đại Vương, vì Ngài Rahula có thuyết với Đại Ý rằng, sở dĩ có cây sa la phát triển sung mãn, xanh tốt, thân cây chọc thủng lên trời, cao 100 hắc tày, xòe tán rộng vững chãi, cành nhánh to, mạnh, lá xanh tốt tươi, là vì rễ nó đâm sâu trong lòng đất, rễ vương dài trong đất đến 100 hắc tay. Bậc hành giả tu tập cũng vậy, muốn đạt được thành quả cao siêu thì cũng phải đâm sâu vào lòng đất, vương dài trong lòng đất. Đất ấy chính là ở nơi chỗ thanh vắng, có đức tin, nội tâm trong sạch và an tĩnh vậy. Thưa trẫm đã hiểu. Đại Đức Na Tiền nói: về chiếc thuyền thì có ba điều, Tâu Đại Vương. Vâng, cho trẫm nghe. Điều thứ nhất, một chiếc thuyền được gọi là tốt, có thể vượt được biển khơi, thì chiếc thuyền ấy phải được đóng bằng loại gỗ tốt, chắc, bền, sắt thép tốt, nhựa tốt, nói chung là mọi vật liệu phụ tùng đều phải hoàn bị. Có được chiếc thuyền như thế mới đưa được người, vật đến nơi an toàn. Một vị tỳ khưu cũng y như thế, chuẩn bị tốt cho mình về hạnh kiểm, giới đức, pháp học, pháp hạnh, trí tuệ mới có khả năng tự cứu độ mình, đưa chúng sanh, người, trời vượt thoát khỏi đại dương sinh tử. Điều thứ hai, chiếc thuyền ra khơi dĩ nhiên là phải sẵn sàng chịu đựng mọi phong ba bão táp, phải đương đầu các bãi đá ngầm, dòng nước xoáy. Tương tự thế, vị tỳ khưu cũng phải sẵn sàng chịu đựng mọi sóng gió phiền não, những cạm bẫy, những hệ lụy phát sanh từ lợi lộc, danh vọng, lời khen, sự cung kính, lễ bái, tứ sự cúng dường. Điều thứ ba, ra khơi, chắc hẳn thuyền phải đi qua những vực nước sâu, đầy những cá sấu, thuồng luồng, cá mập hung dữ như thế nào. Cũng không nên sợ hãi, không thể sợ hãi. Cũng vậy, vị tỳ khưu nắm chắc tứ diệu đế, thấy rõ tứ diệu đế, đồng thời phải thấy rõ, biết rõ ba luân, 12 chuyển, và phải huân tập ba la mật. Khả dĩ
vượt qua tất cả các hành Sankhara mà không sợ hãi, không thể sợ hãi. Đấy là tất cả ba chi về chiếc thuyền Tâu Đại Vương. Cảm ơn Đại Đức. Kỳ chú Ba Luân 12 chuyển có thể gọi là ba sắc thái và 12 phương thức. Tuệ tri khổ, đấy là khổ, phải được thấy, đã thấy. Tuệ diệt tập, đây là nguyên nhân khổ, phải được tận diệt, đã tận diệt. Tuệ chứng diệt, đây là diệt khổ, phải được chứng ngộ, đã chứng ngộ. Tuệ hành đạo, đây là đạo diệt khổ, phải được thực hành, đã thực hành tốt. Về ghe thuyền dính đá ngầm, xin Đại Đức cho nghe về trường hợp ghe thuyền dính đá ngầm. Thế nếu thuyền dính đá ngầm thì tình trạng nó ra sao, hỡi Đại Vương? Thưa, ghe thuyền mà dính đá ngầm rồi thì không tới, không lui được. Tâu vần, khi tâm của một hành giả đã dệt thấy tất cả mọi tà tư duy, đã làm cho yên lặng luyến ái, sân hận, đã phá vỡ si mê rồi, thì tâm ấy sẽ trạm nhiên, bất động, thanh tịnh, sẽ ở yên một chỗ, chẳng còn sao động, chẳng còn lăng xăng đi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, chỗ khác nữa. Vâng, vâng, còn điểm nào nữa không, hỡi Đại Đức? Tâu, còn điểm hai nữa là khi thuyền dính đá ngầm rồi, hẳn là thuyền phải chìm xuống. Cũng thế, một hành giả khi tâm đã trạm nhiên, thanh tịnh, bất động rồi, sẽ từ từ chìm lắng vào trong Pháp. Khi tâm đã chìm lắng trong Pháp, vững chắc trong Pháp, thì không gì có thể lay động được nữa. Đúng như Ngài Xá Lợi Phất đã thuyết, thuyền khi chìm trong biển thì không có gì lay động được. Một vị tỳ khưu, tâm đã chìm vào trong Pháp rồi, những lợi lộc, danh vọng, khen tặng chẳng thể làm cho dao động được. Về cột buồm, còn về cây trụ buồm, thưa Đại Đức, nó liên hệ gì với Sa Môn Hạnh? Tâu Đại Vương, cây trụ buồm sở dĩ nâng được lá buồm to nặng là do bản thân nó kiên cố, vững chắc, đồng thời có sự liên kết đồng bộ bởi dây neo chắc bền, các trụ phụ, dây ròng rọc để kéo, vân vân, tương tự thế. Một vị tỳ khưu sở dĩ nâng đỡ được pháp hành cao thượng, thành tựu Sa Môn Hạnh thiêng liêng là do tâm và tuệ của vị tỳ khưu ấy vững chắc, đồng thời nhờ sự hỗ trợ thường trực của chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm, tỉnh giác khi đi tới, đi lui, lúc ngồi, nằm, đắp y vài trái tăng già lê, lúc ôm bát khất thực, lúc uống nước, ăn cơm, lúc đại tiện, tiểu tiện, khi đang nói, lúc im lặng, đúng như Đức Thiện Thệ đã thuyết, này các thầy tỳ khưu, các thầy phải thường trực chánh niệm, tỉnh giác, hãy bổ túc Sa Môn Hạnh
bằng chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác chính là giáo huấn tinh túy của giáo pháp Như Lai. Về người cầm lái thuyền. Thưa Đại Đức, về người cầm lái thuyền thì có bà chì, mong Đại Đức cho nghe luôn thể. Vâng, thứ nhất, người cầm lái thuyền phải cẩn trọng, cẩn thận, tỉnh thức, chú ý đúng, hướng tâm đúng để dẫn con thuyền đến nơi an toàn. Tương tự thế, vị tỳ khưu phải cẩn trọng, thận trọng, tỉnh thức, hướng tâm đúng, chú ý đúng để dẫn mình đến nơi hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Đức Thế Tôn có dạy rằng, các thầy chớ nên dễ vui, giải đãi, mà hãy tinh cần, nỗ lực, tỉnh thức, kiên trì để giải thoát tâm ra khỏi mọi phiền não. Như con tượng vương, dù bốn chân bị dính chặt trong bùn, vẫn cố nỗ lực, kiên trì để thoát ra. Điều thứ hai, người cầm lái thường biết rành rẽ nơi nào có đá ngầm, nơi nào có nước xoáy, nơi nào có dòng nghịch lưu, để biết cách tránh né, chuyển phương, chuyển hướng. Vị tỳ khưu nào có khác gì phải biết rành rẽ chỗ này nguy hiểm, nơi kia không nguy hiểm, điều này tốt, điều kia xấu, cái này tội, cái kia không phải tội. Người này nên thân cận, kẻ kia không nên gần gũi. Pháp này cao thượng, pháp kia là hạ liệt, để tránh né đúng, viễn ly đúng, hướng tâm đúng. Điều thứ ba, người cầm lái hằng điều chỉnh kim vận tốc, kim phương hướng, tự tay mình điều chỉnh các loại kim đồng hồ, chứ không dám tùy tiện giao phó cho ai. Các vị sa môn cũng y như thế, phải tự động điều chỉnh tâm mình, ý mình, phải tự thu thúc điều chỉnh lục căn, cẩn thận cả từng suy tư, niệm tưởng, để khỏi rơi vào tà tư duy, ác tưởng, tạp tưởng, chứ không thể nhờ cậy ai, phó thác cho ai. Đức Phật cũng có dạy trong kinh Samyutta rằng, này các thầy tỳ khưu, các thầy đừng tư duy đến các điều ác, bất thiện pháp, vì ác, bất thiện là có tội báo. Những ác tư duy, những bất thiện tư duy ấy là gì? Đó là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đấy là ba chi về người cầm lái thuyền, Tâu Đại Vương. Rất rõ, cảm ơn Đại Đức. Về người làm công thì phải biết chăm lo công việc của mình. Người làm công muốn nhận được tiền công xứng đáng, muốn nhận được sự khen thưởng thì phải siêng năng, cần mẫn, chăm lo từng công việc, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, từ ngoài vào trong. Một vị tỳ khưu muốn được quả vị xứng đáng, muốn được phần thưởng tôn vinh cao quý là Niết Bàn, phải biết chăm lo bổn phận của sa môn. Các công việc thường xuyên như quán thân là bất tịnh,
quán thân chỉ là đất, nước, lửa, gió, hoặc thực hành chỉ tịnh quán minh. Mỗi mỗi, vị tỳ khưu phải làm cho tốt, làm cho thiện xảo, để thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, thoát khỏi sầu bi, ưu não, đúng như tôn giả Xá Lợi Phất đã thuyết. Các thầy phải thường xuyên quán tưởng thân để thấy rõ sự thật về thân. Khi thấy rõ sự thật về thân rồi, thì các thầy sẽ diệt tận mọi nỗi khổ đau trên trần thế. Trẫm đã hiểu, thưa Đại Đức. Về biển cả, Tâu Đại Vương, biển cả có năm đặc tính, năm điều cần phải ghi nhớ. Chắc Đại Vương đã hiểu rõ, không cần phải giải bày, phải chăng? À, có thể trẫm đã hiểu rồi. Năm điều của biển cả là: một, đẩy những xác chết bất tỉnh lên bờ. Hai, biển chứa trong lòng nó những loại ngọc quý báu. Ba, nơi cư trú của nhiều loại động vật, thực vật. Bốn, luồn luôn đầy nước. Năm, không bao giờ tràn bờ. Có phải thế không Đại Đức? Phải rồi, nhưng Đại Vương liên hệ tường quan năm điều ấy với phẩm hạnh sa môn như thế nào? Thưa vâng, năm điều trên tương quan với năm điểm của sa môn như sau. Thứ nhất, tâm của một tỳ khưu luôn đẩy những tham lam, sân hận, si mê, ngã chấp, bạc nghĩa, quên ơn, bỏng sẻn, ganh tị, điệu bộ, khoe khoang, kiêu ngạo, nói dối, trược hạnh, vân vân, ra bên ngoài. Tâm ấy luôn luôn bảo vệ sự thanh khiết cho mình. Thứ hai, tâm của vị sa môn hằng cất giữ những pháp quý báu như thiền định, quán minh, thần thông, đạo quả. Thứ ba, tâm của vị sa môn là nơi cư trú của những thiện pháp như tri túc, thiểu dục, tam quý, nhẫn nại, tinh tấn, đức tin, từ bi, hỷ, xả, vân vân. Thứ tư, tâm của vị sa môn luôn đầy đủ học giới, dù bị đe dọa sanh mạng cũng không để cho học giới của mình bị khiếm khuyết. Thứ năm, tâm của vị sa môn không bao giờ tự mãn, rằng kiến thức, hiểu biết của mình đã đầy, đã đủ, nên vẫn chăm chuyền nghe chú giải, học Pali, kinh, bổn sanh, vi diệu tạng, vân vân. Năm điều ấy của sa môn khả dĩ so sánh với năm tính chất của biển, phải vậy không Đại Đức? Tâu vần, chính xác lắm. Đức vua Melanda lại hỏi tiếp: Đại Đức, còn nhiều ví dụ về sa môn hạnh lắm phải không? Vâng, còn rất nhiều. Đại Đức có thể liệt kê tiêu đề cho nghe được chăng? Được, vậy Đại Vương hãy nghe. Sa môn hạnh còn có thể được ví với những điều sau đây: năm điều của quả đất, năm điều của nước, năm điều của lửa, bốn điều của gió, năm điều của núi, năm điều của hư không, năm điều của mặt trăng, sáu điều của mặt trời, ba điều của trời đế thích, bốn điều của vô chuyển luân, một điều của con mối, hai điều của mèo, một điều của chuột, một điều của bò cạp,
một điều của chuột, hai điều của chó rừng, ba điều của bò, hai điều của heo, năm điều của voi, bảy điều của sư tử, ba điều của vịt nước, hai điều của chim guenahekka, một điều của chim sẻ, hai điều của chim cu, một điều của con rít, hai điều của con dơi, một điều của con đĩa, ba điều của con rắn, một điều của con trăng, một điều của nhện giăng lưới, một điều của trẻ ngậm vú mẹ, một điều của rùa vàng, năm điều của rừng già, ba điều của cây đại thọ, năm điều của mưa, ba điều của ngọc mani, bốn điều của người săn thú, hai điều của người câu cá, hai điều của người thợ bào, một điều của người thợ gốm, hai điều của con quạ, ba điều của cái dụ, ba điều của ruộng, hai điều của thuốc trị rắn độc, ba điều của vật thực, bốn điều của người bắn cung. Nghe đến ngàn đầy, Đức vua Melanda nói: vậy là quá nhiều rồi, thưa đại đức. Có thể trong số ví dụ ấy, trẫm đã được nghe vài lần rồi, nhưng mà vì lợi ích cho phần đông, đại đức bi mẫn nói lại, lặp lại cũng không sao, trẫm sẵn lòng rửa tai để lắng nghe. Tâu vần. Về quả đất thì có năm điều, Tâu Đại Vương. Nó tương tự với năm đức tính của Sa Môn Hạnh như sau. Thứ nhất, dù ai quăng bỏ lên đất những vật bất tịnh như đàm, giải, nước mũi, đại tiểu tiện, vân vân, quả đất cũng không hề khởi tâm thương hoặc ghét, vừa lòng hoặc không vừa lòng. Một vị sa môn nên học hành quả đất, dù ai khen chê, dù được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù được danh hay mất danh, dù bị ai nguyền rủa phỉ báng, không vì vậy mà vị sa môn dấy tâm bất bình, thương ghét. Thứ hai, quả đất không hề trang sức, trang điểm cho mình, nhưng quả đất có đầy đủ ngọc ngà châu báu, đầy đủ tất cả vật thoa, vật thơm. Một vị sa môn không nghĩ rằng mình có một cái ngã để trang điểm, một cái ngã để trang sức, nhưng quả thật vị sa môn luôn trang sức, trang điểm cho mình những hương liệu quý báu được toát ra từ giới đức, phẩm hạnh của mình. Thứ ba, quả đất hằng nâng đỡ, che chở cho quốc độ, xóm làng, châu quận, người vật, núi sông, cây cỏ, vạn loài. Cũng vậy, vị sa môn phạm hạnh là người hằng siêng năng, làm nơi nâng đỡ, che chở cho chúng sanh, giáo huấn chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh tinh tấn tu tập thiện pháp. Thứ tư, quả đất dày đặc cả một khối, không chắp vá, không vỡ vạc, không rời từng mảnh. Tương tự như vậy, học giới của vị sa môn phải được đúc thành một khối thuần nhất, không thể bị khuyết phạm, bể lũng,
chấp vá, hoặc đứt rời ra từng điều được. Thứ năm, quả đất luôn bình đẳng, không thiên vị, không hiềm hại ai, mà cũng chẳng luyến ái chúng sanh nào. Cũng vậy, tâm vị xà mồn cũng phải bình đẳng, không thiên vị, chẳng thương bên này, ghét bên kia, thích chỗ này, bất bình chỗ kia. Cận sư nữ Kula Subhadra có nói: trước đây tôi có vọng động giết hại chúng sanh bằng đùi gậy hay bằng giáo mát. Tôi đeo tràng hoa, tôi thoa vật thơm và cảm thấy thỏa thích. Bây giờ học Phật, tâm tôi không còn bất bình, sân hận, không còn ngã chấp, luyến ái. Tâm của tôi giống như quả đất vậy, đúng là tâm của một bậc sa môn. Về nước, Đại Đức Na Tiền nói: nước có năm điều cần phải được học hỏi, Đại Vương còn nhớ chứ? Vâng, còn nhớ, nhưng xin Đại Đức cứ giảng cho. Cũng được, tâu Đại Vương. Thứ nhất, bản chất của nước vốn trong trẻo, do nhiễm bẩn mà trở nên đục vẩn. Vị sa môn sống giữa thế gian cũng cần phải giữ tâm trong trẻo, đừng vì lời nói hay đẹp mà vừa lòng, đừng vì lời nói xấu ác mà mất lòng. Thứ hai, tính nước thường mát mẻ, dịu hòa. Bậc sa môn phải biết giữ tâm nhu hòa, từ ái, mát mẻ đối với tất cả chúng sanh. Thứ ba, nước có công năng tẩy sạch, giặt rửa những dơ bẩn. Vị sa môn cũng hằng tẩy rửa những bất tịnh, xấu xa trong lòng mình y như thế. Thứ tư, nước là nhu cầu thiết yếu, duy trì sanh mạng của tất cả chúng sanh. Vị sa môn cũng phải là nơi cho chư thiên và loài người nương nhờ để duy trì phước mạng và tuệ mạng của họ. Thứ năm, nước hằng đem đến lợi ích, an vui cho người, vật, chim muông, cây cỏ. Từ việc ăn uống, giặt rửa, trồng hoa quả, rau trái, cho đến sông ngòi, suối khe, khí hậu, vị sa môn cũng phải biết dùng lời từ ái, tâm bi, tâm hỷ, thuyết pháp, sống đời tri túc, nhẹ nhàng, an tịnh, để ban rải sự sống trong lành, cao đẹp cho tất cả chúng sanh. Đúng như Đức Bồ Tát có lần nói với trời Đế Thích: Ngài là vị trời có nhiều quyền năng và quyền lực. Nếu Ngài muốn thành tựu cho tôi một ước nguyện, thì tôi sẽ không mong ước nguyện ấy thành tựu cho mình, tốt đẹp cho mình. Tôi sẽ ước nguyện rằng, cầu cho tất cả chúng sanh biết thương yêu nhau, đừng ai quấy phá, bức hại ai, đừng có chúng sanh này làm cho đau đớn chúng sanh khác, dù là tí chút. Đấy là tất cả năm điều về nước, tâu Đại Vương. Về lửa cũng có năm điều, tâu Đại Vương. Thứ nhất, lửa có tính năng là đốt cháy, thiêu hủy mọi vật, không phân biệt sạch, dơ, khô hoặc tươi. Vị sa môn cũng cần phải dùng tuệ diệt, tuệ thiêu hủy để đốt cháy tất cả phiền não bên trong và bên ngoài.
cả chuyện vừa lòng lẫn cảnh nghịch ý. Thứ hai, lửa không có lòng dạ thường xót cỏ rác, gỗ mục hay hoa đẹp, cây xanh, nó đốt hết. Cũng vậy, vị sa môn cũng không nên có lòng dạ thương tưởng đến các loại phiền não, dù phiền não ấy thô thiển hay vi tế, có sắc xấu hay sắc đẹp, phải đốt hết, không một loại trừ nào cả. Thứ ba, lửa có tính năng đối đãi với lạnh, đối trị với lạnh, ngăn sự lạnh. Cũng vậy, vị sa môn cũng phải khởi lên sức lửa của tinh tấn để ngăn ngừa, đối trị với phiền não. Thứ tư, lửa tỏa nhiệt, tỏa hơi nóng. Người ta có thể dùng lửa để nấu ăn, để đốt vật dơ uế, để sưởi ấm, đem đến lợi ích cho nhiều người. Cũng vậy, vị sa môn cũng phải biết lấy lửa nhiệt tình, lửa ấm áp ấy để đem đến lợi ích cho chư thiên và loài người. Thứ năm, lửa hằng chiếu sáng, soi rọi được những chỗ tối tăm. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải biết dùng trí tuệ, tuệ minh để chiếu rọi mọi ngõ ngách thâm u của vô minh, ái dục và tà kiến. Tương tự như lời Đức Phật dạy cho Rahula như sau: Này Rahula, con hãy thường xuyên tham thiền về lửa, quán tưởng về lửa, đến một lúc tâm con sẽ giống như lửa. Khi ấy, các bất thiện pháp sẽ không còn đè nén, bức hại tâm con được. Về gió cũng có bốn điều cần phải học hỏi. Xin Đại Đức hãy giảng tiếp cho nghe. Tầu vần. Thứ nhất, gió mạnh làm cho cây gãy, lá rụng, đôi khi bật luôn cả gốc rễ. Vị sa môn cũng phải tu tập tạo sức gió mạnh. Do định lực và tuệ lực để cành, nhánh, lá, gốc rễ của những pháp hành Sankhara có phiền não bị rơi rụng, bật gốc đi cũng y như thế. Thứ hai, gió thường ngao du, đi khắp giữa hư không. Cũng vậy, vị sa môn cũng phải để tâm tiến tu, phải đi khắp vào các cõi xuất thế gian. Thứ ba, gió thổi mang mùi hương hoa rừng thơm ngát, đi nơi này, nơi kia. Vị ẩn sĩ sa môn cũng phải mang hương hoa trong lành của giới, của giải thoát, tỏa đi khắp các cõi người và trời y như thế. Thứ tư, gió không có trụ xứ, không lưu luyến chỗ ở, thành thoát đi nơi này đến nơi kia, không ai tìm ra dấu vết. Cũng vậy, vị tỳ khưu không nên có chỗ ở, không lưu luyến trụ xứ, không quyến niệm ai, không ràng buộc bởi ai, thanh thản đi nơi này đến nơi kia, không hề dính mắc. Đúng như lời Đức Tôn Sư đã thuyết, không có chỗ ở thì sẽ không có chuyện lưu luyến chỗ ở. Khi không có lưu luyến chỗ ở thì trần cấu phiền não sẽ không có. Đấy là cảnh giới của Bậc Mầu Ni.
Về núi cũng có năm điều Tâu Đại Vương. Thứ nhất, núi thường ở một chỗ, không chuyển động, không lay động, không dời đổi, dù gió to hay bão dữ. Vị sa môn cũng phải biết học núi, phải biết trụ tâm vững chắc, kiên định, không lay chuyển, không chấn động, không dời đổi giữa cõi thiện ác, phải trái, khổ vui, được danh, mất danh, được lợi, mất lợi, giữa tham và sân, giữa đúng và sai. Đúng như Đức Đại Bi đã thuyết, núi đầy đặc, không trống bọng ở giữa, không hề di động hay chuyển động. Bậc trí tuệ cũng nên như thế, phải đầy đặc giới, định, tuệ, không trống rỗng ở giữa, khá dĩ an nhiên, tự tại, trước lời khen, tiếng chê của cuộc đời. Thứ hai, núi là một khối thuần nhất, độc lập, không thể dời núi đi đâu, không thể dồn núi vào chung một quần cư, không thể chất đống núi lại. Tương tự thế, vị sa môn không thể thay đổi, di dời chí nguyện và phẩm hạnh, không thể quần cư hỗn tạp chung với bất cứ ai, dù là giới xuất gia hay là cư sĩ, người đời. Thứ ba, trên đỉnh núi không cây gì mọc được. Cũng vậy, vị sa môn phải giữ tâm mình như đỉnh núi, không thể cho bất kỳ hạt giống phiền não nào nảy mầm, tăng trưởng được. Thứ tư, đỉnh núi là chỗ cao nhất của ngọn núi. Bởi vậy, hành giả cũng phải nên tu tập, tiến hóa đến đỉnh cao của trí tuệ. Đúng như Đức Đạo Sư đã thuyết, bậc trí thức ở đời phải biết khắc phục sự dễ dùi, giải đãi, buông thả. Khi ấy mới có thể lên được trí tuệ đỉnh cao. Ở đấy sẽ không còn si mê, ưu sầu. Nhìn xuống thế gian thì chúng sanh đang si mê, ưu sầu, khổ đau không thể tả. Thứ năm, một ngọn núi cao thì không bao giờ tự làm mình trở thành bình địa. Cũng vậy, vị sa môn sống hạnh khước từ, xuất ly thế gian, không bao giờ để cho tâm mình đồng hóa với thế gian, biến thành như thế gian. Tương tự thế, nàng cận sư nữ Subhadra có nói rằng, phàm tình chúng sanh ở trong đời, nếu được lợi thì kiêu mạn, cuồng vọng, nếu mất lợi thì ưu sầu, thở than. Là sa môn, chúng ta không như thế, không bao giờ vì lợi lộc, khen tặng, mà để tâm trôi nổi theo thế gian, thường tình. Tất cả đấy là năm chi về núi Tâu Đại Vương. Cảm ơn Đại Đức. Về hư không, Đại Đức Na Tiên nói, về hư không thì chắc Đại Vương còn nhớ chứ? Vâng, còn nhớ. Nó có năm điều là: thứ nhất, không ai nắm bắt được. Thứ hai, là nơi dạo chơi của chư thiên hoặc người có thần thông. Thứ ba, không có chỗ ở. Thứ tư, không cùng tột. Thứ năm, trống rỗng, không ngăn lại. Đại Đức Na Tiền đáp, đúng vậy, một vị tỳ khưu
với sa môn hạnh của mình cũng không để tâm cho phiền não nắm bắt, phải dạo chơi ở chốn không bị ràng buộc bởi vô thường, khổ não, vô ngã, lìa tất cả mọi cảnh giới, không trú vào một cõi nào. Tài tình danh lợi không vướng mắc, phải có tâm vô lượng, giới vô lượng, tuệ vô lượng, không có mé bờ. Thứ năm là tâm phải rỗng không, hoàn toàn không ngăn ngại trước mọi phe nhóm, thân quyến, lợi lộc. Tất cả năm điều ấy đúng như Đức Đạo Sư đã dạy Rahula: này Rahula, con nên thực hành tiếng tu làm thế nào cho tâm trở nên rỗng không như hư không vậy. Về mặt trăng, xin Đại Đức giảng giải cho, nó có mấy điều cùng sự liên hệ với sa môn hạnh. Tâu vần, mặt trăng cũng có 5 điều. Thứ nhất, những đêm đầu tháng, trăng thượng huyền tỏa ánh sáng rất yếu, nhưng rồi nó sẽ sáng dần lên cho đến khi trăng tròn. Phàm sự tu tập cũng y như thế, pháp học, pháp hành đều y như thế, giới, định, tuệ cũng y như thế. Nghĩa là từ từ mà trau dồi học giới, từ từ mà an trú tâm định, từ từ trí tuệ sẽ sáng tỏ viên mãn. Thứ hai, mặt trăng là một vật rất lớn. Phàm hành giả tu tập sa môn hạnh phải nuôi dưỡng đề mục, tinh tiến trong đề mục để thành tựu quả lớn lao cho mình. Thứ ba, mặt trăng mọc vào ban đêm, di chuyển trong đêm và sáng dần trong đêm. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải ở nơi thanh vắng, thực hành nơi thanh vắng, từ từ trí tuệ sẽ sáng dần lên nơi thanh vắng. Thứ tư, mặt trăng tự sáng cho chính mình, tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, tự dựng ngọn cờ cho chính mình. Vị tỳ kheo cũng nên như thế, tự trong sạch giới cho chính mình, tự tỏa hương giới cho chính mình, tự dựng ngọn cờ giới cho chính mình. Thứ năm, dù chẳng ai cầu thì mặt trăng vẫn cứ soi sáng cho thế gian. Vị tỳ khưu cũng vậy, chẳng ai cầu vẫn mang ánh sáng trí tuệ ban rải cho thế gian, đúng như Phật ngôn trong Samyutta Nikaya: này các thầy tỳ khưu, các thầy nên đi đến mọi nơi, mọi gia đình, mang ánh sáng mặt trăng mà đi, phải thu thúc gìn giữ phẩm hạnh của mình, đừng buông thả, đừng khoe khoang hay kiêu ngạo. Đấy là 5 đức tính của mặt trăng ở nơi một vị sa môn Tâu Đại Vương. Về mặt trời thì có 6 chi như sau. Thứ nhất, mặt trời có tính dụng làm cho khô, thiêu đốt mọi vật. Vị tỳ khưu cũng phải làm cho khô ráo nước ái dục, phải thiêu cháy tất cả mọi phiền não. Thứ hai, mặt trời diệt những chỗ tối tăm, vị tỳ khưu cũng phải trừ diệt những tham lam đen tối
những sân hận đen tối, những si mê đen tối, những tà kiến đen tối, trược hạnh đen tối. Thứ ba, mặt trời hằng có kỷ luật của mình, hằng xoay vần quanh chính mình. Vị tỳ khưu cũng phải như thế, phải sống theo giới luật của mình, phải xoay quanh phận sự của mình. Đừng nên để cho giới luật mình hư hỏng, phận sự của mình trái lệch. Thứ tư, mặt trời có tính năng tỏa nhiệt, nung nóng trái đất, mọi loài, mọi vật. Vị tỳ khưu khi tu tập phải nung nóng nhiệt tình, làm cho chư thiên và nhân loại cũng phải nóng lên do hạnh kiểm, giới đức, thiền định, lục căn thanh tịnh, thất giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc và giải thoát của mình. Thứ sáu, mặt trời trong hành trình của nó sợ nhất là mặt trăng che ám. Vị tỳ khưu cũng phải thế, phải hằng kinh cảm, thương xót chúng sanh, lặng hụp trong bốn đường ác, đầy dãy chấp thủ, tà kiến, phiền não, đi sai lầm đường, nên phải chịu những thống khổ. Thứ sáu, mặt trời hằng soi chiếu, tỏ rõ mọi vật. Vị tỳ khưu cũng phải soi chiếu, tỏ rõ tâm mình, pháp thực hành của mình. Tôn giả và kỳ xá có thuyết rằng, khi mặt trời mọc lên, soi rõ thấy sắc của tất cả vật hữu sắc, xấu tốt, sạch dơ, nó đều thấy cả. Vị tỳ khưu cũng phải vén mở vô minh và ái dục để nhìn thấy pháp, tỏ rõ pháp, đồng thời cũng phải giúp chúng sanh thấy rõ như mình đã thấy. Về trời Đế Thích, Tâu Đại Vương, trời Đế Thích có ba điều là: thứ nhất, hằng mãn nguyện trong phước báo an lạc của mình. Thứ hai, ngài là vị vua lớn của chư thiên, khi gặp chánh pháp rồi thì hằng tán dương chánh pháp, làm cho phước báo an lạc kia được tăng trưởng hơn nữa. Thứ ba là trời Đế Thích không bao giờ chán nản trong địa vị của mình, trong sự an lạc của mình. Tương tự thế, trước hết vị tỳ khưu cũng phải thỏa thích an lạc trong cõi vắng lặng của mình. Thứ hai là hằng tán dương pháp, xem pháp là cao quý to lớn, luôn luôn hoan hỷ, tươi vui, giải trừ lười biếng, giải đãi để cho an lạc, vắng lặng kia cũng được phát triển thêm nữa. Thứ ba là không bao giờ chán nản trong cõi thành vắng, cõi an lạc mà mình đang thọ hưởng. Về chuyển luân thánh vương thì có bốn điều, Tâu Đại Vương. Vâng, trẫm xin nghe. Thứ nhất là đức chuyển luân cai trị quốc độ, sở dĩ muôn dân thuần phục là do bốn pháp tế độ, tứ nhiếp pháp. Vị tỳ khưu cũng hằng nên như thế, dùng bốn pháp tế độ để sống chan hòa với tứ chúng môn đệ. Thứ hai, trộm cướp không bao giờ phát sanh trong quốc độ của vua chuyển luân. Vị tỳ khưu cũng phải làm cho quốc độ lòng mình yên vui, thanh bình, đừng để cho các loại đạo tặc
là các tà tư duy, là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, phát sanh nhũng loạn, tác hại. Thứ ba, đức chuyển luân mỗi ngày thường nghĩ đến thiện ác, nghĩ đến phước tội, và thường giáo huấn, nhắc nhở muôn dân trong quốc độ của mình, rộng cho đến biên cương, hải đảo, sống đời hiền lương, trong sạch. Vị tỳ khưu cũng mỗi ngày phải giáo dục, nhắc nhở thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cho tốt đẹp thêm, hoàn thiện thêm, đúng như lời của Đức Tôn Sư thuyết trong Akutara. Bậc xuất gia phải luôn luôn nghĩ rằng ngày và đêm trôi qua, ngày và đêm cứ trôi qua như thế, ta phải làm gì với phẩm hạnh sa môn? Thứ tư, đức chuyển luân tuy sống trong quốc độ thái bình, an lạc, nhưng ngài luôn đề phòng cả bên trong lẫn bên ngoài, không để cho bất cứ một hiện tượng xấu ác nào phát sanh có thể làm nguy hại cho quốc gia. Cũng vậy, vị tỳ khưu phải thường trực chánh niệm và tỉnh giác để canh giữ giặc trong cũng như giặc ngoài, đừng để cho phiền não có cơ hội khởi động, tác hại, quấy phá mình, đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết. Này các tỳ khưu, các vị thinh văn, A-la-hán, thường có chánh niệm và tỉnh giác, thường trực ngăn niệm ác, giữ niệm lành, thường dứt pháp có tội và tiếng tu pháp không tội, luôn để cho tâm mình thuần khiết, trong sạch. Ghi chú: bốn pháp tế độ là tứ nhiếp pháp, là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự.